Fabrizio Romano cho biết Ronaldo đã ở rất gần đội bóng của Mỹ là Kansas City, nhưng sau World Cup 2022, anh vẫn đổi ý đội quần cho Al Nassr. Kansas City đã rất nỗ lực để chiêu mộ Ronaldo. Họ tổ chức một cuộc thương thảo trước khi Ronaldo thực hiện buổi phỏng vấn với Piers Morgan, rồi thêm một buổi phỏng vấn nữa với những trao đổi nghiêm túc về khả năng CR7 sẽ chuyển đến Mỹ cho mục đích thương mại. Mức lương mà họ đưa ra cũng rất cao, nhưng Ronaldo từ chối để gia nhập Al Nassr. Al Nassr đã vươn lên dẫn đầu Saudi Pro League, gã vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út sau trận thắng Al Khali 1-0 trong trận đấu vào tối ngày 31 tháng 12. Vincent Aboubakar là người ghi bàn thắng duy nhất. Al Nassr vươn lên dẫn đầu với 26 điểm sau 11 lượt trận, hơn đội xếp thứ hai là Al Shabab 1 điểm. Al Shabab đá ít hơn một trận. Bên cạnh Saudi Pro League, mùa này Al Nassr còn tham dự cúp nhà vua. Họ sẽ gặp câu lạc bộ Abha ở tứ kết vào tháng 3. Ngày 25 tháng 1, Al Nassr sẽ gặp Al Ittihad trong trận bán kết siêu cúp Ả Rập Xê Út. Nếu như giành chiến thắng, họ sẽ góp mặt trong trận chung kết ngày 29 tháng 1 gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Al Hilal và Al Fayyad. Mùa này với 9 bàn thắng, tiền vệ Anderson Talisca đang dẫn đầu danh sách lập công của Al Nassr. Aboubakar, Luis Gustavo và Eman Yahya cùng xếp thứ hai với 4 bàn thắng. Erik ten Hag đã cho Rashford ngồi ghế dự bị trong trận gặp Wolverhampton. Tiền đạo này phải nhận án phạt nội bộ do đi trễ. Sau trận đấu, Luxor cho biết, ở một đội bóng hàng đầu thì đây là điều cần thiết. Bất cứ thành viên nào đều không thể tự ý làm bất cứ điều gì họ muốn. Huấn luyện viên luôn có những đánh giá chính xác. Như bạn có thể thấy, bất cứ ai không đặt yêu cầu về chuyên môn sẽ không được thi đấu. Ten Hag thể hiện quyết tâm duy trì kỷ luật tại Old Trafford mùa này bằng cách thải loại Ronaldo và Garnacho khỏi đội một. Ronaldo kể từ đó đã rời câu lạc bộ với việc bị mòn nhờ tính hủy hợp đồng trước thềm World Cup. Trong trận đấu tại vòng 15 La Liga, trọng tài Laos sử dụng đến 15 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ. Barcelona phải nhận 8 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ. Trọng tài người Tây Ban Nha cũng rút thẻ đỏ với Leandro Cabrera của Espanyol nhưng sau đó hủy bỏ. Theo Xavi, trọng tài Laos hoàn toàn mất kiểm soát khi điều khiển trận đấu. Trận đấu đã nằm ngoài khả năng của ông ấy. Ông ấy rút thẻ mà không cần lý do. Ông ấy hoàn toàn mất kiểm soát. Trận derby Catalunya là lần đầu trọng tài Laos cầm còi kể từ sau trận Argentina và Hà Lan tại tứ kết World Cup 2022. Trong trận đấu đó, Laos đã rút 18 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ, lập một kỷ lục thẻ phạt trong một trận cầu tại World Cup. Với Barcelona, họ vẫn đang dẫn đầu La Liga sau 15 vòng đấu, nhưng chỉ hơn Real Madrid về hiệu số phụ. Sân vận động Villa Belmiro đã hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho việc tổ chức tang lễ của vua bóng đá Pele vào lúc 10 giờ ngày 2 tháng 1 theo giờ địa phương. Rạp chính được dựng ở trung tâm sân vận động, nơi sẽ đặt quan tài Pele với khoảng 100 ghế ngồi. Không gian này sẽ dành cho người thân, gia đình của Pele. Người hâm mộ có thể vào tiễn biệt ông ở cổng số 2 và cổng số 3. Họ sẽ đi bộ qua một khu vực được chỉ định sẵn, cách nơi đặt quan tài khoảng 5m và sau đó ra về ở cổng 7 và cổng 8. Sau khi tổ chức lễ viếng ở sân, Pele sẽ được đưa đi diễu hành quanh thành phố Santos trước khi chôn cất ở nghĩa trang Necropolis. Tuyến đường này dự kiến sẽ đi qua nhà mẹ của ông, Dona Celeste, sau đó đi dọc theo bờ biển hướng về phía nghĩa trang. Sự vươn lên của Campuchia hiện tại trở thành thách thức với Thái Lan trên đường tìm vé vào bán kết với ngôi đầu bảng. Với sự chênh lệch đẳng cấp, Thái Lan rõ ràng được đánh giá cao hơn rất nhiều, nhưng tờ Siam Sport vẫn tỏ ra cẩn trọng với dòng tít, coi chừng bị hạ knockout ngay trên sân nhà. Theo đó, tờ báo này lên tiếng cảnh báo thầy trò Manu Pongkin về sự tiến bộ nhanh chóng của Campuchia. Màn trình diễn của Campuchia rất tuyệt vời cho đến nay. Rõ ràng, họ có cơ hội vào bán kết và tạo nên lịch sử khi đang có 6 điểm sau 2 trận thắng và 1 trận thua. Thái Lan không được chủ quan và sự bất cẩn có thể khiến chúng ta bị loạn ngay trên sân nhà. Hiện tại Thái Lan đang có 7 điểm giống Indonesia với hiệu số 9 so với 8 của đối thủ. Cả hai trận đấu giữa Thái Lan, Campuchia và Philippines, Indonesia sẽ diễn ra vào lúc 19:30 ngày 2 tháng 1.